Trần Lĩnh ô tô Phú Cường xin kính chào toàn bộ quý khách hàng thân thương. Hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu với toàn bộ quý khách hàng là chiếc xe tải Zac quý khách hàng ạ. Và Zac hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu là phiên bản Zac cao cấp của nhà ô tô Zac Việt Nam. Và xe hôm nay chúng ta là chiếc xe tải Zac N350. Và về dòng xe tải Zac N350 thì sẽ có hai loại. Một loại là N350X trang bị động cơ Cummins, thùng hàng chỉ dài là 4m38. Còn hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu với toàn bộ quý khách hàng chúng ta xem xét về dòng xe tải Zac N350, nhưng hôm nay là Zac N350 Plus phiên bản thùng kính và thùng hàng dài lọt lòng 5m25 luôn đấy, 3 tấn 49, thùng hàng dài 5m25 cho quý khách hàng. Xe có sẵn tại ô tô Phú Cường chi nhánh Cai Lệ tỉnh Tiền Giang và chi nhánh huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải Zac N350X Plus là trang bị cabin vuông và xe chúng ta rất là rộng rãi nha quý khách hàng. Tí nữa quý khách hàng cùng Lĩnh cùng nhau lên khoang nội thất để xem thử cái nội thất xe cực kỳ rộng. Và với dòng xe này thì về cặp gương là cái điểm mà khách hàng rất mê luôn. Nhiều khách hàng rất thích cặp gương hộp, bảng rất là lớn. Đấy, việc quan sát dễ dàng, tối đa điểm mù. Và chúng ta chỉnh bằng tay ha quý khách hàng. Đấy, chỉnh nhìn nè, bằng tay. Phía trước có cái gương cầu lồi phía trước vô cùng dễ dàng, chúng ta quan sát vô cùng dễ dàng rõ ràng ha. Cặp đèn xe thì đây, cặp đèn xe dạng đứng rất là đẹp luôn, rất là thẩm mỹ từ các phiên bản N series, có đèn sương mù đầy đủ. Dưới logo Zac là có hai thanh mạ chrome màu trắng đấy, thiết kế khí động lực học lấy gió làm mát động cơ đấy, thiết kế vô cùng đẹp ha, hai thanh mạ chrome này. Cản trước được sơn cùng với màu xe, nhìn xe chúng ta rất đồng chất ha quý khách hàng, màu xanh. Thì ngoài ra xe cũng có màu, ngoài màu xanh thì có màu trắng, trắng thì nhà máy Zac thì sẽ có màu trắng sữa và màu bạc đấy, ba màu cho chúng ta lựa chọn. Và với một chiếc xe tải Zac 3 tấn 49 thì xe hôm nay chúng ta sẽ trang bị cả lốp lớn ha, lớn hơn N350X quý khách hàng, với thiết kế lốp trước là của DLC và cả lốp là 7.5 R16. Dạ, em xin giới thiệu lại với quý khách hàng là lốp 7.5 R16 cỡ lốp lớn của DLC quý khách hàng ạ. À, ngoài ra phía sau thì chúng ta bánh sau bánh đôi thì sẽ có là đồng lốp với lốp trước và giống lốp trước luôn, nên ở phía sau chúng ta sẽ có một lốp dự phòng. Và điều rất là quan tâm của quý khách hàng khi một chiếc xe tải 3 tấn 49 thùng kính như thế này là cái kích thước thùng và quy cách thùng đóng của bên ô tô Phú Cường. Thì Lĩnh xin giới thiệu với chất liệu inox vô cùng chắc chắn, đảm bảo thời gian lâu bền để cho quý khách hàng có một cái thùng hàng để chở được lâu dài. Trang bị cho chúng ta một cái thùng kích thước chiều dài lọt lòng 5m25. Và xe chúng ta có thùng hàng có chiều ngang là 2m12 lọt lòng quý khách hàng ạ. Thiết kế cái thùng hàng của bên Lĩnh đóng là rất chắc chắn ha, với sàn bằng phẳng này, ngoài ra có thể đóng sàn dập sóng theo yêu cầu của quý khách hàng. Vách trong thì sẽ có một lớp bắn vách trong tôn kiểm, nhìn rất là chắc ha quý khách hàng. Đấy, đây Lĩnh có đem xuống mấy cái thùng nhớt để vài hôm nữa sẽ bảo hành bảo dưỡng cho quý khách hàng nha, nhớt Inel đấy, đầy đủ và nước xử lý khí thải luôn. Và thùng hàng bên Lĩnh, Lĩnh xin giới thiệu lại kích thước lọt lòng của thùng hàng, chiều dài là 5m25, chiều ngang là 2m12 và chiều cao từ sàn lên là 2m tròn quý khách hàng. Xe chúng ta có mở cửa sau và cửa bên hông. Đấy. Trong cái lồng thùng thì sẽ có những cái bình ure Lĩnh để sẵn, mới đem xuống 10 bình, bán được 7 bình rồi còn 3 bình thôi quý khách hàng. Đấy. Bình nước xử lý khí thải thì với xe chúng ta sẽ có một cái bình dung dịch xử lý khí thải đây quý khách hàng. Xe chúng ta là đạt tiêu chuẩn Euro 5 và mức tiêu hao 100 cây chỉ tốn có 1 lít thôi. 100 cây 1 lít mà bình đó là bình 22 lít, giá Lĩnh để là có 208 thôi quý khách hàng. Rồi, rất là rẻ, cực kỳ. Và đây là thùng dầu chúng ta là có sức chứa là 150 lít nha quý khách hàng, có khóa lại đầy đủ luôn này. Đấy, khóa an toàn, cực kỳ an toàn luôn. Chassis của Zac N350 Plus là chassis dạng tổ ong rồi quý khách hàng, thấy không? Rất chắc chắn, được dập nguội 6.000 tấn của Nhật dập một lần thành hình thôi, cực kỳ chắc chắn. Đà dọc là U120, đà ngang U80.
Đấy, vô cùng chắc chắn luôn, giúp xe chịu tải tốt. Và xe chúng ta sẽ trang bị hai bình ắc quy, hai bình ắc quy có tuổi thọ rất cao. Rồi chúng ta cùng nhau sẽ ngắm xem hệ thống nhíp và cầu xe luôn ha. Hệ thống treo trước quý khách hàng, xe chúng ta phía trước chúng ta nhíp lá rất dày và 8 lá nha quý khách hàng. Phía trước 8 lá. Phía sau chúng ta trang bị nhíp lá 2 tầng, mỗi tầng 6 lá nha quý khách hàng. Đây, thiết kế cầu sau chúng ta. Cầu sau thiết kế rất lớn ha, chịu tải cao. Xe rất khỏe, rất chắc ha. Xe rất bền luôn, cực kỳ. Quý khách hàng hãy thử đầu tư ngay một chiếc xe này. Bởi xe chúng ta trang bị động cơ DIV của Đức. Đây, có động cơ xe DIV của Đức và rất là đảm bảo chất lượng. Với dung tích xi lanh là 2.937 cho mức tiêu hao nhiên liệu 100 cây xe rơ khoảng từ 12 đến 13 lít. Rắc N350 Plus thùng dài, xe cực khỏe và chắc chắn. Với động cơ này sẽ được bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước quý khách hàng ạ. Đấy, chúng ta thấy trang bị hệ thống lốc máy lạnh lên phía trước ha, bình phụ nha quý khách hàng. Xe mình trang bị thắng hơi luôn nha. Xe rắc 3 tấn rưỡi trang bị thắng hơi và đặc biệt có cupo để chúng ta đổ đèo nè. Hệ thống phanh khí xả này đầy đủ ha. Và nội thất của xe, xe trang bị kính chính điện. Đây, kính chính điện quý khách hàng. Bật thềm lên xuống chúng ta có một cái bậc này, lên xuống dễ dàng này. Rồi, ghế tài, xe chúng ta trang bị 3 chỗ ngồi. 3 chỗ ngồi ghế tài thì chúng ta có thể điều chỉnh tới trước sau là chỗ này nè. Và lên xuống gặp lại cái ghế ngồi này. Xe trang bị vô lăng 4 chấu, có logo jack. Có càng âm lượng, tắt tiếng đầy đủ ha. Vô lăng rất thể thao và khi mua xe lệnh sẽ tặng cho quý khách hàng một cái bao vô lăng lại cho nó đẹp. Đấy, đây là phần đồng hồ xe. Thiết kế là 5 cái đồng hồ và chúng ta rất dễ dàng quan sát. Đấy, dễ dàng quan sát, rất là đẹp. Mẫu mã rất đẹp luôn. Xe có sẵn là máy lạnh, FM, radio, mồi lửa cho chúng ta. Có thêm jack thì thiết kế thêm cái hộp để chứa nước. Với hộp số, xe là trang bị 6 số tiến và 1 số lùi này, vào số vô cùng nhẹ nhàng. Thắng tay lốc kê thì xe chúng ta là phanh hơi. Cabin chúng ta 3 chỗ ngồi, ngồi rất vô cùng rộng rãi nha. Ngồi trên xe mới thấy được thiết kế cặp gương hộp rất đẹp ha. Gương cổ lồi nhìn phía trước rõ ràng, gương hộp nhìn hạn chế tối đa điểm mù. À, đây là một chiếc xe rất chất lượng quý khách hàng. Xe tải jack N350 Plus như thế này, khối động cơ của Đức như thế này cũng ra tải là 4.99 và 6.5 tấn luôn. Chung một động cơ này, chung hộp số ra tải 4.99 và 6.5 tấn cho quý khách hàng. Giá xe tải thùng kính hiện tại đang có giá là 555 triệu. Đấy, cho một chiếc xe vô cùng chất lượng như thế này. Quý khách hàng đầu tư trước chỉ từ 140 triệu là quý khách hàng đã nhận ngay một chiếc xe jack N350X Plus. 350 Plus, chất lượng máy Đức, bảo hành 5 năm, thùng hàng dài 5m25 độc lập. Chỉ cần cung cấp cho lĩnh căn cước công dân quý khách hàng ạ, và hỗ trợ quý khách hàng tận nơi. Xe hiện tại đang có sẵn tại showroom thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trân lĩnh xin chân thành cảm ơn.